Gì vậy ba to thế? Không phải cái này, ăn sạch tất cả các loại xúc xích to dần. 5 gram, bẻ đúng bằng một đốt ngón tay. 32 gram, xúc xích nha. 400 gram, xúc xích Hàn Quốc 1 ký. À, 500 gram thôi à? Cái này nên gọi là gì nhỉ? Xúc xích đàn ông miền Bắc mùa đông à? Mày mua cái loại gì vậy? Ngửi nhìn ông nách ý. Bên trong có cả những miếng xúc ăn sần sật vui mồm. Nhưng mà mùi chán quá, bốn hiệp. Xúc xích chú chim sẻ non. Với mức giá rẻ như cho, làm sao Trung Quốc có thể làm ra được cái kết cấu như thế này nhỉ? Loại này uy tín nhá, 7.5. Nó chắc dã man luôn ý. Dịch ra là xúc xích à? Mùi thơm thì như xúc xích ăn liền bình thường thôi. Mặn đấy. Kết cấu bên trong có cả nguyên những sợi thịt như thế này. Nhưng mà mặn quá. Chi trả so với chất lượng thì hơi cao. 6 điểm thôi. Xúc xích này có cả thịt cá nha. Mùi cá thơm thực sự luôn. Mày tin cái này chọn được lủng đầu luôn không? Như ăn một cục bột. Kết cấu bên trong trông như thế này tưởng nhiều thịt, nhưng mà toàn bột thôi. Thơm nhưng ăn chán quá. 4 điểm. Đúc kết lại, đôi khi to quá cũng không tốt, quan trọng là cái ở bên trong. Tôi thích loại xúc xích ngô này nhất, ăn giòn, kết cấu thú vị, lại còn có quả ngô. Còn cái này thì bây giờ chính thức dùng để chọi lủng đầu mày. Chu chu, chu xuất sánh.